Mừng xuân Canh Tí năm 2020, bệnh viện điện thoại 24 giờ gửi đến quý khách hàng chương trình sửa chữa lấy ngay, chơi vòng quay, rình ngay quà Tết với tổng giá trị giải thưởng lên đến 240 triệu đồng. Từ ngày 7 tháng 1 tới ngày 15 tháng 2 năm 2020, với mỗi hóa đơn sửa chữa, quý khách hàng sẽ được tham dự vòng quay may mắn với 100% tỷ lệ trúng giải. Giải thưởng sẽ bao gồm bình giữ nhiệt trị giá 300.000 đồng, voucher sửa chữa, bao lì xì tiền mặt và còn rất rất nhiều phần quà hấp dẫn khác đang chờ đợi quý khách. Sự kiện diễn ra duy nhất tại bệnh viện điện thoại 24 giờ số 1114 đường 3 tháng 2, phường 12, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 15 tháng 2 năm 2020. Nhân dịp sự kiện sửa chữa lấy ngay, chơi vòng quay, rình ngay quà Tết, bệnh viện điện thoại 24 giờ xin kính chúc quý khách hàng có một năm an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và chúc mừng năm mới.